Quyền Linh xin kính chào bà con thân yêu của chương trình Dân hỏi thành phố trả lời. Rất vui được gặp lại tất cả bà con. Ngày hôm nay thật sự là cũng rất là nóng như ngày hôm qua, còn thậm chí còn nóng hơn nữa bà con. Bởi vì ngày hôm qua là an sinh xã hội, có Linh nhận được rất nhiều cái comment nói: ủa sao chưa hết cái chuyện an sinh xã hội lại quay qua chuyện y tế? Nhưng thật sự quý vị không, cái 10.000 cái comment như thế về an sinh xã hội thì chúng tôi không thể nào trả lời hết được. Chúng tôi hứa với bà con tôi sẽ chuyển tất cả thông tin đó cho thành phố trả lời và có thể đáp ứng những cái nhu cầu của bà con hoặc chia sẻ những khó khăn bà con nào đó. Còn hôm nay chúng ta đến với chủ đề còn nóng hơn nữa bà con, đó là cái sức khỏe của mình. Và bây giờ hiện nay bà con rất là hoang mang, F0 cũng khắp mọi nơi, có những nơi F0 lên tới 90 cả 100% luôn. Thành ra bà con cũng rất là lo. Chính vì thế nên chúng tôi sẽ có cái phần y tế để có thể bà con yên tâm hơn ha quý vị ha. Một trong những chương trình mà có thể nói rất là hấp dẫn hiện nay, và chúng tôi đối thoại trực tiếp với những chính quyền thành phố để họ có thể trao đổi cùng với quý vị ha. Ngày hôm nay thì tôi rất là vui khi mà chương trình rất là hiệu quả. Đi đâu người ta cũng hỏi là ủa, tôi đặt câu hỏi đó, thậm chí có những người nhận được những túi an sinh rồi nhận được những cái hỗ trợ thì cũng rất là vui, nhưng mà không thể đáp ứng được hết quý vị. Hơi chậm chút xíu bởi vì đông quá, thành ra bà con yên tâm nha. Thêm một lần nữa là ngày hôm nay Linh có quay trở lại cái nơi mà Linh giám sát và kiểm tra xem những cái túi an sinh có đến hay không á. Thì ngày hôm kia Linh đi á, là có một cái hẻm thì cũng mấy chục hộ chưa có, thì Linh đã quay trở lại và có gửi một số quà như là gạo, nước tương, mì tôm vân vân. Mọi người rất là vui. Xin mời bà con xem cái hình ảnh này để chúng ta thấy được rằng là chương trình đã có những cái hiệu quả tích cực của nó. Như vậy, như vậy. Cảm ơn em Quyền Linh với những nhà hảo tâm đã giúp đỡ cho cái hẻm này. Dạ, 30 hộ ha. Dạ, dạ, dạ. Cái niềm vui mà những người thực hiện chương trình cũng mong muốn là mỗi ngày trôi qua chúng tôi sẽ có nhiều món quà hơn nữa, và chắc chắn rằng những túi an sinh sẽ đến với bà con ha. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với chương trình ngày hôm nay thưa quý vị. Hôm nay là một chủ đề vô cùng quan trọng là sức khỏe y tế nha quý vị. Chúng tôi sẽ mời đến phim trường ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, xin chào bà con ạ. À, xin chào anh Quyền Linh. Dạ, xin chào anh Nam. Và người thứ hai là bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Nguyễn Thành Long, Phó trưởng phòng nghiệp vụ Sở Y tế. Dạ, xin chào anh Quyền Linh, xin chào bà con đang xem livestream ạ. Dạ. Còn người đặc biệt quan trọng thì từ Trung ương về thì chắc quý vị một cái người không chỉ là lãnh đạo mà còn là MC luôn quý vị. Đó là anh Huy Lê Quang Tự Do, Phó Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình, ngày hôm nay cũng là sẽ là một MC cùng với Quyền Linh luôn quý vị nhé. Anh rất là vui khi mà anh là người là đã đồng hành chương trình này, cũng là người là đề xuất lên làm chương trình này, và người thậm chí là viết kịch bản, là đưa ra những vấn đề luôn quý vị. Hôm nay anh có niềm vui mà thấy trong mắt anh Lê Quang Tự Do rất là vui luôn. Thứ nhất là xin chào bà con, nhưng mà tôi không phải là MC gì cả. Nên lên nói vậy thì cũng tội cho tôi chỉ cùng tham gia làm cái chương trình này để phần nào là đưa những cái thông tin chính xác đến bà con. Nhưng hôm nay có một cái điều vui là hôm qua là cái số thứ hai của chương trình thì đã nhận được cái sự phản hồi và theo dõi của bà con rất là tích cực. Trong trong lúc phát sóng livestream thì gần 20.000 người đã xem trực tiếp, và tổng con số đến đến sáng hôm nay thôi thì đã có là 550.000 lượt xem cái buổi hôm qua, và 34.300 bình luận, hơn 17.000 lượt chia sẻ. Và như vậy là tổng cả hai buổi livestream thì hơn 900.000 lượt xem. Đó. Nên chúng tôi cũng cảm thấy là rất là vui để mà có một cái kênh thật sự là tương tác với bà con. Nhưng mà cũng có một cái thông tin nữa là hôm hôm qua khi anh Quyền Linh và nói là sẽ đăng ký vào cái Google Form về cái nhận cái túi an sinh, hoặc là đăng ký và nhận cái gói trợ cấp 1,5 triệu, thì đúng là cũng không lường được là cái số lượng nhiều đến như vậy. Hiện nay là con số đã lên đến là 550.000 người Wow. đăng ký. Và cũng xin thưa với bà con là chúng tôi đã mất cả đêm hôm qua và đến tận là 7 giờ tối nay để sàng lọc ra 550.000 người đăng ký này, và sau đó gửi về cho từng quận huyện ở thành phố để mà
rà soát xác minh và đi trao những cái túi an sinh, cũng như là kiểm tra xem những cái người đó nếu chưa nhận được cái tiền trợ cấp thì sẽ được chi trả. Thì nói như vậy để bà con thấy rằng là đây là một chương trình để lắng nghe thật sự với người dân và chính quyền thành phố vào cuộc. Trực tiếp là anh Phan Văn Mãi, chủ tịch thành phố, cũng đã yêu cầu cả hệ thống chính trị là khi tiếp nhận những cái ý kiến từ chương trình, đặc biệt là từ 550.000 cái đơn đăng ký này, thì phải xác minh và giải quyết. Hay quá, một cái thông tin rất vui thưa quý vị. Như vậy là chủ tịch thành phố anh Phan Văn Mãi cũng đã chỉ đạo điều đó. Chính vì thế mà Quỳ Linh nói với bà con rằng chúng ta hãy đăng ký vào cái Google Form đó nha. Mình đừng có đăng ký, mình ghi số điện thoại rồi ghi trên comment á, là thậm chí nó lộ thông tin của mình không được hay. Thành ra mọi người nhớ là Google Form nha. Có cái ghi, chúng tôi sẽ ghi cái Google Form lên, mình không biết mà sẽ hỏi những cái người mà rành cái internet đó, sẽ hướng dẫn bà con để chúng ta đăng ký sự hỗ trợ trong đó. Và chắc chắn rằng đồng chí chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi sẽ xem đó quý vị ha. Thành ra quý vị yên tâm đó. Trời ơi, tôi comment không có. Quý vị vào cái Google Form nhớ, Linh xin nhắc lại nha. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ nhắc lại một trong những cái thành phần y tế do như thế nào, có niềm vui nỗi buồn giống như hôm qua, thật hơi buồn. Yeah. Con số nó tăng đúng không anh do? Hôm nay thì cũng có một cái tin rất là vui là theo cái thống kê mới nhất của Bộ Y tế cũng như là Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh thì hôm nay số ca nhiễm mới giảm một cách kỷ lục là 1.361 ca, chỉ còn có 3.934 ca thôi. Và cái số tử vong lại tiếp tục giảm, ngày thứ ba là chỉ còn là 242 ca, giảm 24 ca. Thì nhân là có hai anh Nam và anh Long là bác sĩ và là lãnh đạo Sở Y tế, thì không biết như vậy đây là có phải là một cái tín hiệu vui cho thành phố chúng ta khi mà chúng ta áp dụng cái biện pháp giãn cách nghiêm ngặt này không ạ? Thì cũng kính thưa bà con, kính thưa MC Quỳnh Linh, phải nói khi thấy được cái con số ca nó giảm, phải nói là đối với ngành y tế cũng rất là mừng. Tuy nhiên thì chúng ta vừa mừng nhưng mà chúng ta cũng không chủ quan. Hiện nay cái số ca của chúng ta thì nó xấp xỉ là khoảng 4.000, nó dao động từ 4.000 đến 5.000 đó. Có ngày thì lên 5.000 nhưng mà có ngày nó giảm khoảng 4.000. Tuy nhiên chúng ta thấy một cái điều như thế này, tức là trong những ngày vừa qua chúng ta đang thực hiện cái công tác làm xét nghiệm trên diện rộng. Chúng ta làm những cái test nhanh ở cái khu vực vùng đỏ và vùng cam. Và chúng ta làm cái test mà real time PCR mẫu gộp 10, mẫu gộp 5 ở vùng xanh và vùng vàng. Thì với cái thực hiện của cái xét nghiệm như vậy á, thì trong 3 ngày chúng ta thực hiện được hơn 1 triệu test. Tuy nhiên là số ca nó không tăng nhiều. Đây cũng là một cái tín hiệu để chúng ta có cái niềm tin để đến ngày 15 tháng 9 chúng ta có thể khống chế được phần nào dịch bệnh và giảm tối đa cái số ca nhiễm, hay là cái tín hiệu cho chúng ta có cái niềm tin đó. Thực sự phần y tế thì mọi người bức xúc lắm á. Một chút xíu nó sẽ nóng lên dần ha. Chúng tôi sẽ đặt rất nhiều câu hỏi, bởi vì nào là quý vị hãy chia sẻ livestream chúng tôi thật nhiều. Bởi chút xíu chúng tôi sẽ đưa ra một cái phác đồ điều trị của F0 nha quý vị nha. Và gọi đi bệnh viện ở đâu, ai chăm sóc sức khỏe cho mình, và số điện thoại nóng luôn. Một chút xíu tôi sẽ chia sẻ vấn đề đó. Nên quý vị chia sẻ livestream thật nhiều để bà con tất cả mọi nơi biết được những thông tin rất là hữu ích cho bà con trong cái việc là điều trị, hỗ trợ và chia sẻ về F0, F1, F2 và những người đề phòng thế nào quý vị nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ nói chút xíu về cái số liệu tiêm chủng đó, thì nó như thế nào nhỉ? Hôm nay thì mình tiêm chủng được bao nhiêu rồi nhỉ? Tiêm chủng thì hôm nay là có hơn 51.000 mũi tiêm. Và như vậy là đến giờ phút này thì toàn thành phố là có hơn 5.5 triệu người được tiêm mũi 1. Ồ, 5 triệu rưỡi rồi đó hả? Hơn 5 triệu rưỡi, chiếm là khoảng 76%. Nhưng mà cái số tiêm mũi 2 nó hơi ít đó. Mũi 2 thì mới chỉ được hơn 200.000 thôi. Thực tế thì cũng báo cáo với bà con, với anh MC Hoàng Vinh, thì cái mũi 2 thì thực tế ra là chúng ta tiêm thì để cho những cái người là đủ cái thời gian để tiêm mũi 1. Ví dụ như đối với AstraZeneca là theo hướng dẫn của nhà sản xuất là từ 8 đến 12 tuần. Như vậy với cái đợt tiêm chủng thứ tư vào ngày 21 tháng 6 thì nếu mà mình tính từ 8 đến 12 tuần thì nó sẽ rơi vào đầu tháng 9.
đầu tháng 9 là mới bắt đầu tiêm lại. Còn hiện nay chúng ta là chiến lược của chúng ta là đang tập trung là làm sao phủ hết cả thành phố được tiêm mũi 1. Anh, nhưng mà nếu như người ta chờ lâu quá rồi không có tiêm vaccine rồi cái thuốc của mũi 1 nó bị hết rồi hiệu lực rồi sao anh? Không, thì theo hướng dẫn của nhà sản xuất á, thì khi mà nếu mà đối với AstraZeneca mà tiêm vào đúng thời điểm mà 12 tuần á, thì cái hiệu giá kháng thể của trong cơ thể nó cao hơn so với cả những người tiêm sớm quá. Đó, như vậy á, thì chúng tôi á, là cũng á, là đặt ra cái bài toán là phải làm sao để đến cái thời điểm mà tiêm lại á, làm sao để cái nồng độ kháng thể cho cái người dân á, là tăng. Đáp ứng được cái công tác phòng chống dịch. Bà con nhớ nha, chuẩn bị để tiêm, mình cứ theo dõi để tiêm mũi 2 nha. Chứ không mũi 1 nữa, để lâu nó cũng không hiệu quả đâu. Rồi, trước khi chúng ta đến với tin nóng về y tế này kia thì chúng ta sẽ nói về vấn đề là tin thật tin giả thưa quý vị. Hôm nay thì thật ra là cũng có rất nhiều tin giả đó Lê Quang Tự Do. Nào là ngày hôm kia thì mình thông báo cho bà con là đăng ký đi để phường xã rồi này kia đi chợ cho mình, các chú bộ đội đi chợ cho mình. Rồi bữa nay là bà con, một số bà con bơm hàng nha. Bây giờ chúng tôi được phản ánh là các phường xã cũng như mấy chú bộ đội nó là gọi điện lên đặt hàng xong rồi đem xuống, cái bà con nói không không, tôi thử coi được hay không chứ tôi không có mua. Như thế anh Lê Quang Tự Do có thể chia sẻ một số cái tin giả hôm nay để cho bà con có thể biết được. Đúng như anh Quyền Linh nói thì hôm nay có mấy cái thông tin mà nó liên quan đến những cái bộ đội, công an, người dân, chính quyền giúp người dân đi chợ hộ này nọ. Thì một là cái thông tin đầu tiên đó, thì chúng tôi làm đã xác minh và rất nhiều phường là đã gặp cái tình trạng đó, tức là người dân họ chỉ gọi là test, tức là họ gọi điện xem có đi mua thật không, và đến khi rất là mất công mất sức đến nơi thì họ lại nói là họ không mua, hoặc là họ nói tôi cũng gọi cho biết vậy thôi. Đó. Thì như vậy thì đề nghị bà con là chúng ta không test nữa, mà bây giờ là đang là mọi người đang rất là vất vả, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu. Đó, thì chúng ta khi thật sự cần thì chúng ta mới liên hệ là và để dành cái sức công sức đấy để giúp cho những người khó khăn thật sự. Bà con thấy tội nghiệp hôm nay đó, rất nhiều chú bộ đội đem hàng tới nhà, người ta không nhận, nó nói tôi thử thôi. Rồi đó các cơ quan chức năng, một số gọi là thành viên của đội chống Covid này kia mua hàng tới nơi xong ta xách về, thấy tội nghiệp ta không bà con. Nên mình phải lên án điều đó và lan tỏa điều đó, là cái gì mình thật sự muốn mua thì mình hẳn đăng ký nha. Một cái câu chuyện cũng rất đau lòng, thật sự là buồn cho các bác tổ trưởng. Đâu phải bác tổ trưởng nào cũng gọi là như bà con phản ánh đâu. Có nhiều người nói trời ông tổ trưởng chỗ tôi kỳ quá, rồi ông bà tổ trưởng tôi kỳ quá, không có đâu. Thật ra là các bác tổ trưởng vất vả lắm ha. Mọi người cứ nghĩ đi, một hình ảnh một cái người cũng lớn tuổi chạy đi từ hết chuyện này chuyện kia lo cho bà con như vậy, mà mọi người gọi là cũng phản bác các bác tổ trưởng nhiều quá, thực sự thì cũng mình thấy cảm thấy hơi buồn đó. Thậm chí Lê Quang Tự Do thấy sao? Hôm qua đúng như anh Quyền Linh, hôm qua khi mà anh Quyền Linh với em cũng đọc một vài cái câu hỏi để cho là khách mời anh Sơn, phó giám đốc Sở Lao động trả lời, thì lại có liên quan đến là cái việc là chê trách các bác tổ trưởng á. Thì buổi sáng hôm nay là rất nhiều các cái bình luận, thậm chí là có những người ta nhắn tin đến em luôn là họ là tổ trưởng và họ cảm thấy họ rất là buồn. Và họ cũng mong là có thể là con sâu làm đầu nồi canh thôi. Rất nhiều người là đang rất vất vả. Đấy, mọi người có thể nhìn cái ảnh, cái hình ở trên chúng tôi đăng lên là một người lo cho 100 người ở trong cái tổ dân phố của mình, làm từ sáng đến tối mịt luôn và làm không sể, mặc dù họ không có một cái nhiệm vụ gì là gọi là được chính thức cả. Đây là một cái chức gọi là tự thiện nguyện vậy đó. Thiện nguyện vậy thôi. Đó. Nên đó là chúng ta nhìn nó cũng phải hai mặt. Ngoài ra thì còn có một cái tin nữa là trên mạng nó cũng đang chia sẻ là bộ đội là đi trao quà là làm màu. Tức là có mấy chú bộ đội đến trao quà xong rồi có một số phóng viên đứng quay phim chụp ảnh để làm màu. Thì cái này tôi xin chia sẻ với bà con là thế này, là trong cái lúc mà rất nhiều những cái thông tin nó xuyên tạc hoặc là nó tin đồn tin giả là nói về việc lực lượng bộ đội người tuyến đầu vào giúp dân để mà mua đồ, mua đi chợ cứu trợ giúp dân á, là không có thật, thì chúng tôi là phải là
đề nghị các cơ quan báo chí họ đến để họ quay phim hoặc chụp hình, cũng giống như anh Quyền Linh hôm bữa đi kiểm tra là xem có thật hay không. À, nên nếu như chúng ta nhìn ở cái góc độ đó thì chúng ta hiểu là điều đó không phải là làm màu gì cả, mà đây là để thông tin đến bà con. Còn thật sự là tất cả những anh bộ đội đó khi họ đến họ trao xong họ lại vẫn đi tiếp, chứ không phải là chỉ trao xong là đi về. Đúng rồi, mình chỉ làm đại diện một số hình ảnh vậy thôi, để bà con hiểu là cái cách làm như thế nào. Thì đề nghị bà con cũng thứ nhất là hiểu, và thứ hai cũng không lan tỏa chia sẻ. Bởi vì nếu mà một đồn 10, 10 đồn trăm thì người ta lại tưởng là đây là những cái dàn dựng hay là những cái mà nó không có thật. Đó. Và có một cái ý cuối cùng nữa là những cái chính sách của thành phố rất là nhân văn, là không để những người vô gia cư ở ngoài đường là bị đói. Thì vừa qua là chủ trương là sẽ đưa người vô gia cư vào trong những cái trung tâm an sinh để cứu trợ, hỗ trợ. À, thì cũng có những người ở trên mạng họ xuyên tạc, họ kêu là không có. À, thì thật sự là chúng tôi cũng gửi một số hình ảnh để thấy là công an thành phố Hồ Chí Minh đã trắng đêm làm chuyện đó. À, rất nhiều là thì để phản bác lại, để đính chính lại những cái thông tin mà sai sự thật đang lan truyền trên mạng. Xin hết anh Quyền Anh, Quyền Linh ạ. Bây giờ chúng ta sẽ đến với chủ đề nóng đây, đó là sức khỏe của bà con nha. Bà con nhớ chú ý là nghe kỹ những cái việc này và những cái thông tin bà con có ghi lại cũng được. Thậm chí chúng tôi sẽ ghi lên trên màn hình của livestream đó, để bà con nhớ những cái số điện thoại, đường dây nóng, rồi nhớ giấy viết. Có đôi khi bác sĩ nói về những cái toa thuốc F0 này kia nha quý vị nha. Hôm nay tôi sẽ đến với chuyện trả lời thắc mắc của bà con. Trước khi lên livestream thì tôi nhận rất nhiều câu hỏi ở trên màn hình đó quý vị. Tôi đã ghi lại đây. Đầu tiên thì anh Nguyễn Văn Toan xin cho biết quy trình khám chữa bệnh tại các bệnh viện dã chiến, tại vì ngoài việc được phát cơm thì các F0 không được thăm khám và hướng dẫn gì cả. Điều này có đúng không ạ? Thưa Nam Vinh Long ạ. Xin phép anh Nguyễn Linh, tôi sẽ trả lời cái câu hỏi của anh Toan. Thì thực ra khi cái giai đoạn đầu mà mình triển khai các cái bệnh viện thu dung dã chiến á, với cái chức năng mà sàng lọc khám bệnh và cách ly đối với những cái người mà F0 á, thì nó cũng có những cái bị động. Tuy nhiên dần dà nó đi vô quy trình rồi, thì tất cả các cái bệnh nhân đều được khám và chăm sóc sức khỏe bất cứ cái thời điểm nào á, mà cái người bệnh mà cảm thấy khó chịu trong người thì đều gọi được nhân viên y tế, và lực lượng y tế là đảm bảo đủ và sẵn sàng chăm sóc cho người bệnh bất kỳ thời điểm nào tại các cái bệnh viện dã chiến thu dung điều trị luôn. Anh Lê Hoàng Tự Do có comment nào anh đây đọc. đây nhân cái đây em vừa mới thấy một số anh chị không biết là gì, Suki cũng họ cũng có cái comment là như này nè: mẹ tôi Chí Thành chứ, mẹ tôi 75 tuổi nhập viện ở bệnh viện thu dung, không biết dùng điện thoại, từ hai hôm nay trở nặng và bị chuyển đi chỗ khác, thì tôi làm sao tìm được mẹ mình. Rồi có bạn Suki đây nè, thì là làm sao tra cứu được người bệnh nhà, người nhà bị bệnh đã bị nhập viện, bệnh nhân không được vào người nhà không được vào chăm sóc bệnh nhân, thì bệnh viện có cập nhật thông tin ở đâu không? Cái này đúng là cái sự quan tâm đặc biệt của ngành y tế và kể cả lãnh đạo thành phố luôn. Với cái số lượng bệnh lớn như vậy, làm sao để cái người thân người ta biết tình trạng sức khỏe của gia đình, của người thân của người ta đang điều trị ở các bệnh viện như thế nào? Thì Sở Y tế có triển khai một cái hệ thống phần mềm là quản lý người cách ly và người bệnh Covid-19. Thì trong đó là có tích hợp luôn cái tra cứu cái thông tin Covid-19. Thì cái người thân có thể sử dụng cái số điện thoại của người bệnh nè, họ tên nè, chứng minh nhân dân, và mình đăng nhập vô cái phần tra cứu đó. Thì cái hệ thống đó do Sở Y tế và Sở Thông tin Truyền thông phối hợp tạo nên, thì khi mà mình tra cứu mình sẽ biết được người thân mình là cái tình trạng bệnh như thế nào. Bởi vì các bác sĩ khi mà điều trị á, cái quá trình điều trị á, sẽ có cái động tác là cập nhật cái tình hình điều trị lên trên cái phần mềm quản lý đó cho từng bệnh nhân. Ngoài ra mà khi mà cập nhật như vậy đó, thì về phía Sở Thông tin Truyền thông cũng hỗ trợ là gửi một cái tin nhắn về cho cái số điện thoại mà người thân mình đăng ký, để biết được là tình trạng sức khỏe thời điểm đó như thế nào, và kể cả những cái tình huống không mong muốn mình cũng có được cái tin nhắn, mình biết được cái thông báo đó luôn. Xin hỏi anh là nhắc lại là làm, tức là mình lên cái app lên hả, mình tải cái app đó về hay sao? Bây giờ mình có thể tra cứu ngay đó, là gọi là
gõ cái chữ là tra cứu thông tin COVID-19 trên Google. Thông tin chính trên Google đúng không? Dạ đúng rồi, là mình có từ cái trang web chính của Sở Y tế hoặc là cái đường dẫn từ bên trang web của Sở Thông tin Truyền thông luôn, là mình sẽ tra cứu được. Nhập cái thông tin cá nhân chỉ có mình biết thì mình mới tra cứu được. Mình nhân dân rồi căn cước. Dạ đúng, biết được cái người nhà của mình đang nằm ở bệnh viện nào. Dạ. Bà con nhớ nha bà con nha. Thật ra là hiện nay là cái sự thất lạc nó nhiều lắm. Dạ. Tức là ta không biết người nhà ta điều trị thế nào. Đúng. Người ta nói là ủa tôi nằm ở bệnh viện Thủ Đức, nằm ở bệnh Chợ Rẫy, nằm bệnh viện 115 này kia, rồi xuyên á vân vân, nhưng mà ta không biết như thế nào. Vậy thì mình tra cứu vào cái đó. Tra cứu thông tin nha quý vị, nhớ cái chi tiết này. Dạ. Ai muốn tìm người thân thì chúng ta tra cứu cái đó. Chúng tôi sẽ in những cái dòng chữ rõ này đó cho bà con nhớ để chúng ta tra cứu nha. Vừa lên đọc tiếp. Khoan anh lên để em nói, đợi các bạn hỏi là không thấy thông báo là đang livestream. Chúng tôi đang livestream ạ. Hiện nay là đang có là 10.000 người đang theo dõi trực tiếp. Trực tiếp nha. Và có 1.001 comment. Đó. Hiện nay thì có 616 người là đang thả tim. Thả tim. Đó, ví dụ như có bạn Bobby Phương, Thảo Trương, Phạm Bắp, Nguyễn Vũ, xin chào tất cả các anh chị. Đó, nói vậy để cho mọi người cũng hay chê trách là anh em mình là giống như là không tương tác. Dạ, xin mời anh Việt Linh ạ. Thật ra tương tác á, để nó mất thời gian. Để thời gian để quý vị hỏi câu hỏi hoặc là hỏi câu hỏi, có những thông tin rất là tốt về sức để chúng ta đảm bảo sức khỏe cho mình, cũng như là biết tìm những thông tin giống như nãy mình tìm người thân như quý vị nha. Đây cũng là một trong những cái câu hỏi mà Linh nghĩ là hay nè. Anh Trần Văn nè. Cả nhà tôi 6 người, 5 người bị F0, có cả người già nữa. Người khỏe mạnh duy nhất là em bé. Bây giờ nếu đi bệnh viện á, không thể chăm sóc lẫn nhau được. Gia đình tôi có thể xin điều trị tại nhà được không? Y tế phường có giúp điều trị cho chúng tôi được không ạ? Dạ. Về cái câu hỏi này, trong gia đình mình mà có tới 6 người mà 5 người đã là F0 rồi, chỉ còn có một em bé thôi, thì phải nói là cái tình huống này cái em bé đó cũng may mắn là cũng chưa có bị lây nhiễm từ phía người thân của mình. Tuy nhiên về cái việc mà mình điều trị á, thì mà có những cái quy định rõ ràng, những cái đối tượng điều kiện để mà cái người đó được điều trị ở nhà. Chứ nếu mà mình không đủ điều kiện mình điều trị ở nhà, nó sẽ là không an toàn cho cái người bệnh, là cái thứ nhất. Là mình, cái thứ hai nữa là mình phải đảm bảo được cái điều kiện cho những người xung quanh của mình cũng không có bị ảnh hưởng. Thế cho nên là đối với cái em bé mà không có, chưa có bệnh á, thì nếu mà có người thân khác chăm sóc thì tốt, còn nếu mà không á thì mình vẫn thực hiện 5K để mà đảm bảo không lây nhiễm cho cháu, và có những cái phương pháp chăm sóc để mà hạn chế thấp nhất cái khả năng mà lây nhiễm cho cháu. Riêng mà đối với cái người mà cao tuổi, lớn tuổi thì nếu mà quá 50 tuổi thì nó không có phải nằm trong cái diện là để được điều trị ở nhà, thì phải xem xét có bệnh nền hay không, có cái triệu chứng mức độ nặng như thế nào, thì mình phải đưa đến cái bệnh viện điều trị COVID mà nó phù hợp nhất để đảm bảo cho cái người đó được chăm sóc tốt nhất. Tức là khoảng độ 50 trở lên là có khả năng là không phải, không để ở nhà điều trị, không đủ điều kiện ở nhà để mình điều trị rồi. Tức là dưới 50 mình có điều kiện ở nhà. Rồi một số cái điều kiện khác nữa, thì không chỉ là cái tuổi không nữa, còn các cái bệnh lý nền nữa. Nếu mình có bệnh lý nền thì phải tới bệnh viện thôi. Cảm ơn anh Long rất là nhiều. Đây là Khánh Trinh Nguyễn. Cho tôi hỏi điều kiện hỗ trợ F0 ở nhà là gì? Đi vô viện thì nghe nói quá tải, không muốn phiền nhân viên y tế tuyến đầu, mà tôi ở nhà thì sợ chết. Tôi dương tính nhưng triệu chứng nhẹ, xin được tư vấn cách nào ạ? Hiện nay á, cái thời gian vừa rồi mình rất là may mắn. Thành phố mình đã triển khai được là gần 403 cái trạm y tế lưu động tại 22 quận huyện thành phố Thủ Đức. Và với cái sự phủ đều như vậy á, thì là nhân viên y tế có thể chăm sóc cho những cái người mà F0 đang cách ly tại nhà. Và khi mà họ cách ly tại nhà thì họ có cái túi thuốc, trong đó thì có cái gói thuốc A, gói thuốc B và gói thuốc C để mà để được hướng dẫn điều trị. Tùy theo cái tình trạng sức khỏe thì cái trạm y tế lưu động đó, nhân viên y tế có bác sĩ, có điều dưỡng, họ sẽ hướng dẫn sử dụng thuốc như thế nào.
và có cái liệu trình theo dõi từ ngày 1 đến ngày 5 hoặc là từ ngày 1 đến ngày 3. Và trong quá trình theo dõi đó có cái sự liên lạc giữa cái người F0 tại nhà và trạm y tế lưu động, bất kỳ thời điểm nào có cái vấn đề sức khỏe dở điện thoại lên gọi thông báo. Hoặc Sở Y tế còn triển khai cái phần mềm khai báo y tế điện tử, trong đó cái người F0 tại nhà có thể khai báo tình trạng sức khỏe của mình mỗi ngày 2 lần, và bình thường thì thôi, còn khi mà có bất thường thì sẽ có nhân viên y tế tới khám chăm sóc tại nhà. Dạ. Yeah. Như làm sao chúng ta liên lạc được với trạm y tế lưu động? Sở Y tế đã đăng một cái danh sách tất cả các cái trạm y tế lưu động đó lên trên cái đường dẫn, thì cái đường dẫn đó nó nằm trên cái trang thông tin điện tử của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh. Mình có thể tìm trên đó và thấy cái số điện thoại của tất cả các trạm y tế lưu động mà đã hoạt động. Yeah. Anh ơi, cái này hơi khó, có những người lớn tuổi họ không biết tra cứu những thông tin đó, thì có cách nào mà anh nói cho người ta thì gọi là tìm tới cái trạm lưu động nó dễ hơn không? Bởi khi người ta bệnh, có những nhà không có người trẻ, người ta cũng biết rồi, người ta sẽ thông báo đâu. Có thể nào cách nào Sở Y tế cho luôn dán những cái tờ đó ở đâu nhất để người ta có thể dễ thấy, trong những khu dân cư rồi những nhà trọ này kia được không anh? Dễ nhất á, là cái số điện thoại thường quen thuộc của mình, là cái số mà trạm y tế mình đã từng biết, hoặc mình có thể gọi ngay cái tổng đài 1022. Trời ơi, cái tổng đài đó, xin lỗi anh Long á, là mấy ngày nay khán giả rất là khó chịu, bởi vì tổng đài 1022 đó luôn luôn bận, thậm chí là gọi cũng không có nghe luôn. Mà chính là hồi nãy Linh đọc thông báo trên báo chí chính thống á, là Thủ tướng cũng kiểm tra cái tổng đài 1022 đó là cũng bận luôn. Cũng bận luôn. Như vậy thì dân nhiều khi ta bệnh ta gọi đi đâu, mà gọi kẹt hoài, trời đất ơi, tôi nói là chết luôn á. Dạ, cách chính... nào anh sẽ cho cái thông tin nào ta dễ tìm cái trạm lưu động đó tốt nhất không? Dạ, chính vì cái số lượng mà bệnh nhân đông mà gọi thường xuyên á, thì nó cũng có sự nghẽn. Thì có các kênh mình có thể gọi. Thứ nhất á, là trung tâm cấp cứu 115, mình gọi số 115. Hai á, là những cái trường hợp mà khó khăn á, thì Sở Y tế cũng có cái số điện thoại của cái tổ điều phối cấp cứu của Sở Y tế. Trong trường hợp khó mà con có thể gọi cái số đường dây, cái hotline của Sở Y tế để mà mình có được cái thông tin liền, cái số điện thoại. Thì Sở Y tế có bận không anh? Giống như, riêng, giống như 1022 không anh? Riêng Sở Y tế là đặc biệt cái số đó là chắc chắn là không có cái số đó thì sao anh đọc hoặc là công khai lên cho mọi người biết được. Công khai được. Chắc là nhờ tổ thư ký cho cái số điện thoại công khai để mọi người biết luôn. Bởi vì 1022 bận quá, đúng ra đó, nếu như các cơ quan chức năng cho 1023, 1024, 1025 cho có 1022 không à? Dạ, đó là mình phải công khai cái số điện thoại lên để bà con thấy. Thật ra là những cái người mà có F0 rất là hoang mang. Thậm chí người lớn tuổi bị bệnh người ta không biết gọi đâu, mà đi ra đường thì bị phạt. Vậy thì có thể nào mình chuyển về phường một cái số điện, một cái gọi là cái menu số điện thoại gì đó. Dạ. Cho nó dễ nhất không anh? Rất là hay là ở các cái tổ y tế ở địa phương á. Dạ. Thì họ cũng có những cái group cộng đồng. Nên cái group cộng đồng đó họ truyền tay nhau những cái danh sách số điện thoại được hết luôn. Và cái danh sách mà 403 trạm y tế lưu động đã được công bố trên cái trang thông tin điện tử của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật của mình rồi. Thì cái người mà phụ trách các cái nhóm, cái group đó, mình có thể truyền cho nhau các cái số đó. Bản thân tôi là cái số cá nhân luôn mà bà con cũng biết được luôn, là cũng gọi luôn. Và nửa đêm về sáng thì mình cũng nghe và mình cũng hướng dẫn thôi. Nếu vậy thì chắc là nhờ anh cho cái chỗ tổ thư ký họ đăng luôn cái danh, cái đường link nào dẫn đến cái cái 403 cái trạm y tế cộng đồng. Đúng rồi. Dạ. 403 trạm y tế cộng đồng nha bà con nha. Mình nhớ rằng mà bộ phận thư ký đang làm sao cho rõ cái 403 cái trạm y tế cộng đồng này, bởi vì hiện nay người ta gọi tới bệnh viện cũng bị bận rồi, thậm chí người ta không biết đưa người thân đi đâu, thì cái trạm y tế cộng đồng này đó rất là lưu động này rất là quan trọng ha. Nên là bà con nhớ nha, 403 trạm y tế lưu động nha, lưu bà động con ha. Đây nhân chỗ anh Long vừa trả lời, em thấy ở trên comment ở trên livestream cũng có mấy câu nó cũng tương tự. Thì cũng cái bạn Đậu Tuấn nè, gia đình tôi có 3 F0 tự test nhanh ở nhà gọi y tế phường và đang chờ đến khám. Tôi đọc trên mạng thấy có thể tự điều trị tại nhà với đơn thuốc chống đông máu, chống dị ứng, kháng sinh, kháng viêm và hạ sốt. Vậy tôi có nên mua thuốc điều trị này tại nhà không? Vì nếu nghe nói y tế phường quá tải không gọi được, để lâu sẽ trở nặng. Rồi có anh là Kiên Nguyễn, tôi và gia đình ở trong một khu toàn F0, tôi nghĩ trước sau gì mình cũng trở thành F0. Tôi muốn mua thuốc để sẵn, để tự điều trị sẵn. Bây giờ mua như thế nào đây?
tôi nghe nói có túi y tế an sinh thì có không? Đó, rồi mấy cái câu em thấy nó cũng tương tự. Hoàng mang đó. Cũng kính thưa bà con, kính thưa anh Quyền Linh với các quý vị, thì để nói rõ hơn về cái trạm y tế lưu động á, thì hiện nay thì mỗi phường xã thì sẽ thành lập không phải chỉ một trạm y tế lưu động, mà tùy theo cái số F0 trên địa bàn. Có thể trong một phường á, người ta sẽ thành lập nhiều cái trạm đó. Mỗi một trạm quản lý từ 50 đến 100 F0, chỉ như đó thôi. Như vậy nếu mà phường đó có đến 300 F0 thì như vậy sẽ có đến 3 đến 4 trạm. 3 đến 4 trạm y tế lưu động đó. Và cũng có thể có những quận huyện á, là hầu như không có F0 thì cũng chưa cần thiết phải thành lập trạm đó. Như vậy á, là những cái trạm y tế lưu động hiện nay nó mang tính chất gần, rất là gần đối với những cái bệnh nhân F0 được chăm sóc tại nhà. Đối với câu hỏi của bạn á, thì hiện nay á, thì khi mà test mà có F0 tại nhà á, thì chúng ta sẽ báo với cả cái trạm y tế lưu động. Trạm y tế sẽ cung ứng cái túi thuốc. Cái túi thuốc. Gọi là túi thuốc an sinh á. Thì trong cái túi thuốc đó thì giống như bác sĩ Long nói là nó có ba cái túi A, túi B, túi C. Túi A là bao gồm thuốc hạ sốt này, vitamin này. Rồi túi thuốc B đây là cái túi thuốc mà rất là cũng kháng viêm và kháng đông. Và hiện nay á, là trong túi thuốc C có thêm một cái loại thuốc, đó là thuốc kháng virus. Nó là Monopiravir. Đây là một cái loại thuốc á, là hiện nay là phối hợp giữa Ấn Độ và Việt Nam cũng như được Bộ Y tế triển khai. Và qua cái nghiên cứu thì cái pha 2 á, thì phải thấy rằng á, là qua uống 2 ngày thôi thì cái nồng độ virus nó giảm cũng rất là đáng kể. Còn cái việc mà các anh chị lo là có cần phải mua thuốc hay không á, thì thiệt ra thì hiện nay á, hầu như nhà nào cũng đang chuẩn bị một cái tủ thuốc gia đình. Ở trong đó chúng ta cũng có thể nên để một ít hạ sốt, và thứ hai là một ít vitamin thì để sẵn thôi. Còn đối với cái thuốc mà đặc trị cũng như là những cái thuốc khác thì nên để y tế là cấp tới tận nhà. Và cũng thông tin đến cho bà con thêm, hiện nay á, thì Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã chuẩn bị sẵn 100.000 túi thuốc, 100.000 túi thuốc túi y tế này, túi y tế an sinh, túi y tế an sinh đó. Tức là trong đó là có cả túi thuốc A, B, C á. Tức là một người sẽ cấp được 3 cái túi luôn anh hả? Thì trong một túi thì có 3 cái gói thuốc. Ba gói thuốc thì sẽ cấp đến trực tiếp cho những bệnh nhân F0 chăm sóc tại nhà. Và khi mà có cái dấu hiệu, tức là những cái đa số F0 hiện nay mà chăm sóc tại nhà đều là những cái trường hợp không có triệu chứng hoặc triệu chứng rất là nhẹ thôi, thì chỉ khi có triệu chứng á thì mới uống cái thuốc mà túi B, uống thuốc túi B trong khi chờ cái thời gian, và đồng thời liên lạc với cả trạm y tế để là bác sĩ ở trạm y tế lưu động, bác sĩ trạm y tế phường tư vấn nên uống thuốc gì và nên theo dõi như thế nào, đo nhiệt độ như thế nào, có những dấu hiệu nào mà nguy cơ phải báo để tiếp tục để cấp thuốc uống tại nhà, hay là nên vào bệnh viện để điều trị. Dạ thưa anh Nam, tức là cái gói đó là mình cấp một lần và uống bao nhiêu thì hết cái túi thuốc an sinh đó anh Nam? Trong cái túi thuốc đó thì chúng tôi chuẩn bị sẵn là 7 ngày thuốc túi A, và 7 ngày, và túi thuốc B là 3 ngày. Vì những thuốc này là nếu uống kéo dài, nếu mà con uống mà không được hướng dẫn kỹ thì nó cũng có những cái tác dụng phụ. Đó. Còn đối với túi thuốc C đó là uống cho vòng 5 ngày. Thì những cái thuốc này là chúng tôi đã nhận được từ Bộ Y tế đã đưa vào trong cái túi thuốc an sinh. Thuốc Ấn Độ qua vừa rồi đúng không anh? Thuốc này là phối hợp giữa Ấn Độ và Việt Nam sản xuất. Là có hiệu quả như thế nào anh? Thì đó, thì nói là qua các cái nghiên cứu pha 1, pha 2 á, thì chỉ cần uống tới ngày thứ 2, thứ 3 thì qua cái đánh giá thì thấy là cái nồng độ virus nó giảm. Do đó thì hy vọng rằng với cái túi thuốc này sẽ làm cho các cái triệu chứng cũng như là bệnh nó giảm đi rất là nhiều. Bây giờ thì Linh cũng đang không biết cái túi thuốc an sinh thế nào. Bây giờ anh em có cái tư liệu về túi gói thuốc an sinh không ạ? Anh mời anh em phát hình lên cho bà con xem cái túi y tế an sinh thế nào đây. Linh cũng chưa thấy cái túi này. Xin chào quý bà con, tôi là Đỗ Ngọc Tân, Hội chữ thập đỏ phường 4, quận Gò Vấp.
Xin giới thiệu quý bà con, đây là túi thuốc An Sinh của phường 4 quận Gò Vấp. Bên trong túi thuốc An Sinh có các thuốc giảm đau, hạ sốt và kèm hướng dẫn sử dụng cho bà con tiện sử dụng. Nếu bà con bị khó thở, bên trong túi thuốc còn có kèm thuốc và hướng dẫn sử dụng cho các trường hợp khó thở. Đính kèm trong túi An Sinh còn có sổ tay sức khỏe COVID-19 do Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phát hành. Kèm theo một thực phẩm chức năng để hỗ trợ sức khỏe các bệnh nhân tùy theo từng địa phương. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe, chung tay cùng nhau vượt qua đại dịch. Dạ, anh Sơn, anh Nam vừa trả lời xong thì các bạn đều có một số bạn là đăng comment bình luận ngay là bác Nam nói F0 nghe lạ quá. F0 có khác F0 không? Chắc là giống nhau. Nó là một nó quen rồi. Rồi có một bạn thì nói hỏi anh Long luôn là tại sao lại không cho nhắn tin mà chỉ có gọi điện thoại đến số khẩn cấp. Cái này cũng hay. Tại vì gọi thì bị bận máy. Đúng rồi. Thì bây giờ có nhắn tin được không? Chắc chắn một vài lần tôi xử lý cái các cuộc gọi á, thì cũng hướng dẫn bà con là nếu mình gọi mà thấy cái số bận thì mình nhắn tin để lại, chắc chắn là anh em sẽ gọi lại ngay khi mà nhận được tin nhắn để xử lý cái ca cho triệt để. Và mình cái tổ điều phối người bệnh này là gồm các anh em rất là nhiệt tình và có phân công trực rõ ràng để mà đảm bảo là không có bỏ sót các cái trường hợp nặng. Cái này hay nha bà con nha, nếu chúng ta gọi máy bận á, chúng ta nhắn tin lại. Đấy, anh Long nói là nhắn tin lại thì có người phân công sẽ đọc cái tin đó, là bà con đừng có lo ha. Ở đây em cũng vừa mới thấy có một cái bạn hỏi là thăm Nguyễn Văn, là tôi nghe nói Bộ Y tế đã nhận được thuốc đặc trị, chắc là thuốc đúng mà rồi, anh Nam vừa nói vậy. Tôi muốn mua thuốc này ở đâu? Tức là muốn được đi mua ấy. Và bạn Hoàng Nguyễn thì bạn nói là em cũng muốn mua thuốc đặc trị F0 thì mua ở đâu và cần mua những loại thuốc đặc trị gì, để chắc là nó cũng giống nhau. Thì chắc anh Nam nhắc lại là có mua được thuốc đặc trị mà như anh nói không, hay là chỉ có chờ từ cái túi y tế đó thôi. Thực ra thì khi mà mình đã trở thành F0 rồi á, thì được cái trạm y tế lưu động theo dõi và chăm sóc tại nhà, và đồng thời là bác sĩ và điều dưỡng sẽ cung cấp cái túi thuốc đó đến tận nhà cho mình. Như vậy là mình không có nhất thiết là phải đi mua cái túi thuốc này đó. Trong cái túi thuốc này là có đầy đủ hạ sốt, vitamin, rồi thuốc kháng đông, kháng viêm và thuốc kháng virus. Và đặc biệt là kháng virus hiện nay đây là cái nguồn Bộ Y tế cung cấp hoàn toàn, không có bán trên thị trường. Do đó là chúng ta mua cũng không có. Đó, thì và cũng không nhất thiết mua khi mà chúng ta F0, thì hãy hết sức tin tưởng đối với cái hệ thống trạm y tế lưu động cũng như hệ thống y tế của thành phố sẽ cung cấp đến tận tay cho các trường hợp F0 mà được chăm sóc tại nhà này. Hồi nãy Nam Phó Đốc Sở Y tế có nói rằng có 100.000 cái túi. Hiện nay 100.000 túi y tế rồi. Thành ra bà con không có lo điều đó. Tức là ở đây có nhiều hơn nữa. Ở đây mọi người cũng hỏi là vẫn cứ gõ hỏi là làm sao nhận được cái túi thuốc đó. Thì là như vậy là liên hệ với 403 cái trạm y tế lưu động đó. Thì xin trả lời lại để bà con, rất nhiều câu hỏi liên tục luôn là túi thuốc đó đi không mua được thì đi nhận ở đâu? Đúng rồi. Nhưng mà phải F0 mới nhận chứ. F0 phải là F0 chứ còn không phải là nhận để mà để dự trữ. Nhiều khi nhiều trường hợp nói là thôi thì cứ nói là F0 đi để được nhận để phòng, nhưng mà không phải, thì khi mà F0 thì mới nên sử dụng thuốc. Và thậm chí là F0 không triệu chứng là cũng không sử dụng thuốc. F0 triệu chứng là đâu có cần sử dụng thuốc. Đúng rồi, vậy là không có sử dụng thuốc. Thì nào nó có triệu chứng mới sử dụng. Có triệu chứng thì sử dụng thuốc, và đồng thời báo với trạm y tế là chỗ trạm y tế lưu động hoặc là mình báo ở phường, ở xã đúng không? Ở phường, ở xã. Còn nếu không báo được trạm y tế lưu động, mình báo phường xã, người ta sẽ hướng dẫn trạm y tế lưu động đi được cấp cái thuốc đó. Cái này là mọi người yên tâm nha. Thuốc này sử dụng trong 7 ngày luôn. 7 ngày là hiệu quả rất là cao đúng không bác ha? Thì qua nghiên cứu là hiệu quả rất là tốt. Bà con yên tâm ha, có thuốc cả 100.000 cái túi thuốc đó. Đây là một cái câu hỏi mà Linh nhận từ trong cái Google Form á. Nhà em có 3 em là F0, bệnh nặng, em muốn mua thuốc điều trị F0, mua ở đâu, cần mua những loại thuốc gì, anh Quyền Linh ơi. Cái này thì là vừa trả lời rồi. Rồi, tức là mình không cần mua, người ta sẽ có rồi. Còn mua thì mình không biết như thế nào.
Rồi cũng trong Google Form luôn có câu hỏi của anh Hậu nè. Nhà em ở đường Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình, có 5 người. Mẹ em là F0, sau đó điều trị tại nhà một thời gian, cũng thực hiện các hướng dẫn của Bộ Y tế. Nhưng không hiểu sao cả nhà 5 người lại bị nhiễm hết. Xin bác sĩ hướng dẫn cách để không lây nhiễm khi người thân sống cùng một nhà là F0. Cái này cũng đúng. Cái này đúng rồi. Cái này là tình trạng này nhiều lắm luôn á. Phải nói hiện nay thì đối với cái chủng Delta đó, thì đây là một cái chủng mà lây nhiễm, có thể gọi là siêu lây nhiễm. Siêu lây nhiễm. Bởi vì là tất cả nghiên cứu đều thấy rằng là cái virus nó lơ lửng trong không khí. Như vậy là khi mà trong một nhà, nếu chúng ta không thực hiện cái việc, ngay cả trong một nhà chúng ta cũng phải thực hiện giãn cách. Nếu có một trường hợp F0 thì những trường hợp F0 đó là phải cách ly trong một phòng riêng. Đó, giống như là mình đi cách ly ở các cái khu cách ly tập trung thôi. Đó, chứ còn nếu chúng ta cũng tiếp xúc như là bình thường, là cũng ở phòng khách, rồi nhà bếp, cũng khu vực sinh hoạt chung mà chúng tôi gặp gặp nhau, thì đương nhiên là cả nhà đều bị. Đó là điều tất nhiên thôi. Do đó thì nếu giả sử mà một trường hợp mà F0 được cách ly tại nhà, thì ở địa phương sẽ xác định cái nhà ở đó có là tổ chức cách ly F0 tại nhà được hay không. Là cái điều kiện thứ nhất là phải có phòng để cách ly riêng cho F0 đó. Còn nếu không có thì bắt buộc phải tập trung thôi. Vì nếu không thì cả nhà đều bị. Vừa rồi cũng có những cái thông tin đó là người ta ở chung cư, người ta không có đi ra ngoài, nhưng ta vẫn nhiễm F0. Ta nói là Covid nó chui qua cái lỗ thông gió, rồi nó chui qua này kia, thậm chí ở tới tầng mười mấy nó cũng chui qua. Điều này có thật không thưa các bác? Thực tế thì hầu như chưa có nghiên cứu để xác định cái điều này. Do đó thì những cái thông tin thì chúng tôi ghi nhận thôi, chứ còn chưa có một cái nghiên cứu nào cả trên thế giới cũng như ở Việt Nam, chưa có nghiên cứu nào mà lây qua đường thông gió cả. Dạ. Rất là hoang mang cái chuyện đó luôn. Thì đương nhiên cũng phải hết sức thông cảm cho bà con. Dạ. Vì khi mà cái tình hình dịch bệnh nó diễn biến cũng rất phức tạp. Thứ hai là cái số lượng bệnh nhân tử vong cũng còn nhiều. Thì đương nhiên là bà con lo lắng, là có điều đó là điều hết sức hiển nhiên thôi. Dạ. Một câu hỏi của anh Nguyễn Úc. Thành phố triển khai mô hình điều trị F0 không triệu chứng tại nhà, nhưng lại không có hướng dẫn cách xử lý khi F0 trở nặng cho cán bộ phường, nên nhà em cảm thấy rất là hoang mang. Hỏi phường á, đưa vào bệnh viện nào thì phường không biết. Nói đưa đại vô bệnh viện gần nhất, vì có chỉ đạo bệnh viện không từ chối bệnh nhân cấp cứu. Tuy nhiên khi mà em đưa mẹ em đến bệnh viện, họ không có đồng ý tiếp nhận, nhưng yêu cầu phường phải đẩy số liệu dịch tễ học lên trên cổng thông tin của hệ thống thì mới nhận được. Vậy thì quá mất thời gian. Đề nghị thành phố giải quyết chuyện này. Cái này có thiệt không anh? Cái này căng thì trong cái giai đoạn đầu á, khi mà cái chúng ta chưa có mở ra cái nhiều cái bệnh viện giải chiến, cái này thực sự trong một giai đoạn chúng ta có khi mà cái số lượng các cái bệnh viện giải chiến ít. Thứ hai là nhiều cái bệnh viện công lập của chúng ta là nó cũng quá tải. Thì cũng hiện nay thì chúng ta đã thiết lập lại cái mô hình điều trị 3 tầng. Thì như vậy là có những cái mô hình, thứ nhất bao gồm bệnh viện giải chiến của quận huyện nè, bệnh viện giải chiến là cấp thành phố nè, bệnh viện quận huyện nè, bệnh viện cấp thành phố nè, và bệnh viện điều hồi sức điều trị Covid theo 3 tầng. Và cái mô hình có những cái bệnh viện là dành tách ra làm đôi, tức là một nửa vẫn tiếp nhận những cái bệnh nhân thông thường cấp cứu, một nửa để điều trị Covid. Do đó thì cái việc mà hiện nay thì khi mà có bất kỳ bệnh thì vẫn đến tất cả bệnh viện, và các bệnh viện vẫn tiếp nhận cấp cứu đối với bệnh viện thông thường. Còn đối với các cái trường hợp F0 thì không triệu chứng thì cách ly tại nhà, nhưng khi có triệu chứng hoặc là những cái trường hợp mà như có bệnh nền hoặc người lớn tuổi là nguy cơ cao thì nên điều trị ở trong các bệnh viện. Thì tùy theo cái mức độ đánh giá của bác sĩ thì có thể cách ly tại quận huyện, tại trung tâm gọi là cái khu thu dung điều trị của quận huyện, hoặc là bệnh viện giải chiến của quận huyện.
Đó. Hiện nay rất là nhiều cái bệnh viện dã chiến của huyện được thành lập. Đó là, rồi có những cái bệnh viện dã chiến mà mình tận dụng cả cái khu căn hộ, ví dụ như là khu Thuận Kiều Plaza, khu tái định cư ở Bình Chánh, rồi khu tái định cư ở bên quận 2, ở thành phố Thủ Đức. Thì như vậy cái số mà phòng để cách ly điều trị á, nó cũng tương đối là khá. Do đó thì hiện nay thì với cái tình hình như hiện nay thì về cơ bản thì thành phố cũng đã đáp ứng được cái số phòng để tiếp nhận các cái trường hợp F0 khi mà cần phải tập trung. Do đó Rất nhiều cái comment vừa xuất hiện là họ nói là vẫn chưa thấy chương trình đăng cái danh sách cái tổ trạm y tế lưu động. Các bạn tổ thư ký là giúp gắn cái đường link vào cái nha. Đúng rồi, gắn cái đường link cái 403 số lẻ nha, 403 cái trạm y tế lưu động đó. Cái này rất là quan trọng nha bà con nha. Cho nên nhớ rằng 403 cái trạm lưu động này bà con phải xác định coi nó ở đâu, gần mình có cái trạm nào và xa mình có trạm nào để mình định vị trước đi. Chẳng may người thân hoặc là bạn bè hàng xóm mình có thì mình sẽ chỉ đúng cái điều đó. Đó là mình là làm ơn luôn á bà con ha. Có những người ta cũng không có biết cái internet thế nào, ta khó kiểm tra lắm. Thêm một cái câu nữa đây. Xóm tôi đông nguyên, xóm tôi có một anh nhà ở anh nhà có F0, phường kéo dây ngang cổng nhưng anh rất thích đi. Trời ơi, kỳ vậy. Ngày ngày anh thả chó chạy quanh xóm, anh cũng đi quanh xóm luôn. Mà xóm thì sợ anh trốn hết trơn. Tôi muốn hỏi trường hợp này thì gọi ai để báo cáo? Bác tổ trưởng thì già quá rồi, cũng sợ ảnh luôn. Cái này gọi ai? Thì, gọi y tế hay gọi công an hả thưa bác Nam? Nghe câu hỏi thì tôi thấy là cái anh này chắc cũng ảnh cũng tính là năng động. Ảnh năng động. Mà mình cũng phải hết sức thông cảm luôn Linh. Khi mà một cái trường hợp mà bị cách ly á, mà ở trong một phòng á, mà trong một thời gian dài phải nói là cũng rất là khó chịu. Tuy nhiên thì các cái trường hợp này cũng phải nên suy nghĩ là mình đi mình sẽ là cái nguồn lây cho cộng đồng. Rồi mà thực tế ra khi có một cái trường hợp F0 mà cách ly tại nhà thì phường đã yêu cầu ký một bản cam kết tuyệt đối không được ra ngoài. Đi ra ngoài. Đó. Nhưng mà đối với anh này thì ảnh đi ra ngoài như thế này thì nên là phải thông báo cho cái ban chỉ đạo phòng chống dịch của địa phương. Để cần thiết thì cũng phải đưa anh vào khu cách ly tập trung để quản lý đúng chặt rồi. Chẽ hơn. Tôi thấy cái này phải báo ngay chứ này rất là nguy hiểm. Thật ra mà nói mình cũng thông cảm. Nhưng mà ảnh là F0, anh còn dẫn chó đi dạo vậy sao được? Không có được. Cái này là theo Linh nghĩ là bà con phải báo ngay với địa phương bằng mọi cách là giống như có cái chị quận tư gì cứ đi suốt ngoài không biết gì kiểm tra dương tính âm tính mà cứ đi suốt luôn vậy đó. Dẫn nó nhỏ đi đó. Mà cũng không nên là báo bác tổ trưởng. Đúng vì rồi. Cái bạn này bác tổ trưởng không giải quyết không được. Phải ban chỉ đạo. Ở đây có một bạn vừa mới comment bình luận là hỏi về cái xét nghiệm diện rộng hiện nay của thành phố. Tên là Hải, tôi quan tâm đến tiến độ xét nghiệm diện rộng và tiêm vaccine của thành phố. Xin lãnh đạo cập nhật cho dân được biết mà yên tâm. Còn một bạn thì đấy là tôi thấy mấy lần xét nghiệm diện rộng trước đây của thành phố lại làm lây nhiễm nhiều hơn. Lần này có khác gì không, khắc phục gì không? Một bạn tên là Công dân Sài Gòn, tôi thấy có nhiều trường hợp đi tiêm vaccine tập trung nên lây bệnh. Nên tôi cố thủ ở nhà cho chắc có được không? Thì phải nói là những cái câu hỏi của bà con là cũng rất là xác đáng. Thì hiện nay thì đối với cái công tác xét nghiệm của thành phố thì thực hiện theo cái hướng dẫn chỉ đạo cũng như văn bản triển khai của thành phố. Tức là chúng ta sẽ xét nghiệm là test nhanh ở cái khu vực được xác định là vùng đỏ và vùng cam. Xét nghiệm rất nhanh nha. Và hiện nay thì xác định của thành phố là của 22 quận huyện và thành phố là khoảng chừng sắp xỉ khoảng 2 triệu. 2 triệu, tức là khoảng 450.000 hộ. Và mình tính bình quân cho một hộ khoảng 4 đến 5 người thì sắp xỉ khoảng 2 triệu dân. Trời. Đó. Thì trong tới ngày 25 thì chúng ta xét nghiệm được hơn triệu. Thì như vậy tốc độ chúng ta làm cũng rất là nhanh. Đó,
Và dự kiến á, là sau khi làm cái test nhanh xong một lượt á, trong vòng sau 48 giờ đến 72 giờ chúng ta sẽ phải làm thêm một lần nữa. Như vậy á, thì chúng ta sẽ bóc tách được hầu hết F0 ra khỏi cái khu vực đồng cộng đồng. Đó là cái vấn đề xét nghiệm. Còn riêng đối với vùng xanh, vùng vàng á, thì chúng ta sẽ làm cái mẫu xét nghiệm là real-time PCR. Real-time PCR tức là cái xét nghiệm này chúng ta sẽ làm mẫu gộp 10. Tức là mẫu gộp 10. Đối với cái vùng vàng á, thì chúng ta sẽ làm mẫu gộp 5. Như vậy á, là chúng ta cũng quét để coi như những khu vực nào vùng xanh thì ta tiếp tục bảo vệ vùng xanh. Những khu vực nào vùng đỏ, vùng cam á, mà chúng ta quét qua hai lần mà thấy không có còn F0 nữa thì chúng ta đưa vào thành vùng xanh để giảm dần cái vùng đỏ và vùng cam. Đó là rõ cái chiến lược xét nghiệm hiện nay của chúng ta là như vậy. Đây là một cái quyết liệt của thành phố để chúng ta nhằm tách tất cả F0 ra, khỏi cộng đồng để tạo nên cái mảng xanh cho thành phố. Nhưng mà người ta hỏi là có an toàn hơn so với lần trước không? Thì cái công tác xét nghiệm này á, thì nó an toàn hơn vì chúng ta làm ở cái vùng đỏ vùng cam á. À, chúng ta hiện nay chúng ta đã hướng dẫn người dân tự làm xét nghiệm. Vì làm xét nghiệm test nhanh á, thì cái thao tác làm tương đối khá đơn giản. Và chúng ta đến chúng ta phát cho trong gia đình đó ba người thì ba cái test, và những người nào khó không lấy được thì nhân viên y tế sẽ lấy. Còn người nào tự lấy được á, thì tự lấy, và sau khi đi một vòng của tổ dân phố trong vòng 60 phút chúng ta quay lại thu lại cái kết quả và chúng ta ghi ngay vào trong cái kết quả đó là âm tính, dương tính thì là có ngay cái kết quả. Tức là so với trước đây là phải đi ra tập trung ở một nơi lây nhiễm, còn bây giờ là làm ở nhà tự test nhanh và rồi, tự nhanh có cái độ lây nhiễm nhiều hơn lúc trước. Còn riêng về cái tốc độ tiêm vaccine thì phải nói là chúng ta cho tới thời điểm này thì chúng ta tiêm được 5.400.000 mũi 1 và khoảng 220.000 mũi 2. Tức là 220.000 này á, là đã tiêm đủ 2 mũi. Còn 5.400.000 là người từ 18 tuổi trở lên á, là tiêm đủ 1 mũi. Như vậy á, hiện nay chúng ta sẽ đạt được là 76%. Và mục tiêu cho đến ngày 15 tháng 9 thì chúng ta phải cố gắng là phủ được khoảng trên 90% người được tiêm mũi 1 và trên 15% người được tiêm mũi 2 từ 18 tuổi trở lên. Thì đó là cái mục tiêu của mình cho đến ngày 15 tháng 9. Và sau ngày 15 tháng 9 chúng ta tiếp tục sẽ phủ tiếp là 5% của tiêm mũi 1 và tiếp tục cho những người tiêm mũi 2 để vào từ đây đến cuối năm. Linh nhận được rất nhiều cái câu hỏi của rất nhiều bậc phụ huynh đó Nam, là trẻ em dưới 18. Hiện nay mình cứ chăm lo cho mọi người, còn trẻ em là tương lai của đất nước, mà bây giờ không có một cái gì để lo trẻ em rồi, trẻ em nhiễm rồi sao? Chừng nào mới có vaccine cho trẻ em ạ? Thì cái này thì cũng theo thông báo của Bộ Y tế, hiện nay chúng ta đang tổng hợp danh sách. Tổng hợp danh sách thì chúng ta có cái danh sách của các em từ 12 đến 18 á, thì hiện nay Sở Giáo dục đã cung cấp sắp xỉ khoảng 500.000 em, 500.000. Đó thì 5 đến 600.000. Thì Bộ Y tế cũng đang có định hướng vào khoảng trong tháng 9 khi mà có những cái lô vaccine mà trong đó cái hướng dẫn có chỉ định để mà tiêm cho trẻ em thì chúng ta sẽ triển khai ngay từ cái thời điểm trong tháng 9. Hiện nay thì ngành y tế cũng đang rất trông chờ cái hướng dẫn này để làm sao tiêm được cho các em từ 12 cho đến 18. Và hy vọng rằng trong tháng 9, tháng 10 chúng ta sẽ có. Và hy vọng bản thân ngành y tế chúng tôi cũng rất là mong là ngay trong tháng 9 chúng ta có được vaccine để phủ ngay cho các cái em học sinh này. Đây là một cái tin vui cho các bậc phụ huynh đó. Chứ mấy ngày nay các bậc phụ huynh lo quá, cứ lo chích người lớn không còn nít, không ai chích hết trơn á. Tháng 9 bà con nha. Đây là một cái tin từ Google Form nè. Trang thơ viết vội, tên cũng lãng mạn quá ha. Ngày 24 tháng 8, nhân viên y tế đã test nhanh COVID tại khu phố 2, tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu. Những người test COVID-19 nghi ngờ dương tính gọi test lại lần 2. Khi test lại lần 2 cho họ xong,
nhân viên y tế không thay bao tay mà tiếp tục test lần một cho người khác. Làm như vậy có khi nào người test lần hai bị nhiễm sẽ lây cho người test lần một không? Tôi rất mong được nhận câu trả lời và rất là hoang mang, có cách nào khác không ạ? Thì đúng, đây là cái nỗi lo của bà con, thì đấy cũng là nỗi lo của ngành y tế. Bởi vậy do đó thì trước khi mà triển khai cái công tác mà xét nghiệm cũng như tiêm vaccine là thành phố đều tổ chức tập huấn hướng dẫn cho tất cả các nhân viên y tế về các cái quy trình, bao gồm quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn, quy trình kiểm soát lây nhiễm, rồi vaccine thì các cái quy trình là tiêm chủng, rồi sơ cấp cứu khi có những cái sự cố xảy ra. Thì khi đối với một cái trường hợp mà kiểm soát cái lây nhiễm á, thì cái người mà điều dưỡng hoặc là những cái nhân viên mà lấy mẫu á, thì phải thực hiện sát khuẩn tay, thay găng tay trước khi là thực hiện xét nghiệm này cho cái người một này, và sau khi thực hiện cho cái người thứ nhất xong đến người thứ hai là phải rửa tay bằng alcohol theo quy định đó, thì và thay bao tay theo quy định. Thay mấy người thay một lần thì thông thường á, thì chúng tôi thấy là các cái em á, là thông thường nó đeo lần hai găng, hai găng lột ra, hai găng, tức là có đeo một găng xong mình trồng thêm một găng nữa, thì sau khi mà xong người này á, người thì có thể là rửa tay bằng côn, rửa tay bằng côn, hoặc á là cái rửa tay là bao tay luôn á, hoặc là lột luôn cả cái găng bên ngoài và đi cái găng khác. Đó, thì cái đó là cái thực hiện để làm sao là không để cho cái lây nhiễm chéo từ người này sang người khác. Cho nên nghĩ rằng là nên rửa sạch, tại có những người cũng quên á, cái rửa đơn giản lắm, rửa không, nhiều khi không có hết á, theo Linh phải rửa kỹ khi mà test xong người một rồi rửa lại lần thứ hai, rửa bằng alcohol, dạ, alcohol đó, dạ, cho nó an toàn chứ, rửa cho nó kỹ, tại vì đó là tính mạng của người ta luôn mà. Dạ. Có comment nào anh Do? À rồi đây. Hiện nay là có rất nhiều cái comment đang nói hỏi về cái chích vaccine. Có một bạn là gì đây, An Nguyên gì đó, là em được chích vaccine mũi 1 hơn 8 tuần rồi mà chưa thấy ai gọi em đi chích mũi 2. Làm sao chích đây, nếu qua 8 tuần thì vaccine có hết hiệu lực không? Xin bác sĩ trả lời. Đại loại là những câu chắc là cũng tương tự, là tại sao mà không ai gọi tôi đi chích mũi 2. Thì lúc nãy như anh Nam cũng có nói rồi, nhưng mà nếu vậy thì cái câu mà qua 8 tuần có hết hiệu lực không thì anh Nam tập trung vô. Thực tế thì hiện nay thì cái việc mà tiêm vaccine là do Ủy ban Nhân dân quận huyện, phường xã là nắm danh sách và người ta lập danh sách để mời cái người dân trên địa bàn đi ra tiêm. Và mỗi danh sách đó thì nó có cái cụ thể hết, người nào tiêm được mũi 1 thời gian bao lâu và đến khi nào thì sẽ tiêm mũi 2. Và tới thời điểm mà tiêm mũi 2 thì trực tiếp là cái ở địa phương á, người ta sẽ mời ra, khi mà có đủ vaccine á, mời ra. Thì thực tế thì bà con lo là đúng, bởi vì vaccine á, là cái vấn đề mà cả toàn cầu đều có nhu cầu, không chỉ riêng Việt Nam. Thì có thể thì cũng có thời điểm mà chúng ta không kịp. Tuy nhiên thì có các cái nhà chuyên môn là lúc nào cũng khuyến cáo chúng ta là nên chích theo cái hướng dẫn của nhà sản xuất. Tuy nhiên là nếu có trẻ hơn thì cũng chưa có cái nói là có vấn đề gì hay không. Tuy nhiên là đều hướng dẫn là chích sớm nhất khi có vaccine. Và cái vaccine mà hiệu quả nhất là vaccine chúng ta tiếp cận sớm nhất. Đó, như vậy cái câu đó. Do đó hiện nay nhiều bà con thì cũng đang e ngại một số cái vấn đề, cũng chưa tiếp cận với vaccine. Tuy nhiên đối với ngành y tế, chúng tôi nhận thấy rằng là nên phải tiêm vaccine sớm nhất. Ở đây có một cái bạn Nguyễn Thuận, nãy giờ em thấy bạn cứ gõ đi gõ lại liên tục, là bạn nói là nhà nước kêu gọi là làm cái sổ sức khỏe điện tử để đăng ký tiêm vaccine mà tôi đăng ký mãi vẫn không được tiêm. Thì như vậy là cái sổ sức khỏe điện tử này có còn sử dụng hoạt động hay không?
Để cái bạn này bạn hỏi em thấy cứ lặp đi lặp lại liên tục lên. Dạ. Cái này các anh trả lời. Cái này thì hiện nay thì chúng ta cũng có nhiều cái cấp, nhiều cấp để được đăng ký tiêm vaccine. Yeah. Đó là cái cách đăng ký lên cái sổ sức khỏe điện tử hoặc là trên cái trang mà tiêm vaccine của Bộ Y tế. Nhưng mà thành tuy, phố tuy này, nhiên là hiện nay thì chúng ta vẫn là ở địa phương người ta lập danh sách. Yeah. Địa phương lập danh sách là một cái là sát nhất, đúng là, không? Là đăng ký về địa phương là sát nhất. Tôi nói không có ai quản lý chặt bằng là địa phương hết. Yeah. Tổ dân phố này, rồi đến tổ nhân dân này, khu phố này, phường này là cái nơi mà nắm chắc nhất cái người dân trên địa bàn. Người ta giận ông tổ trưởng, giận vào tổ trưởng nó không đăng ký. Nó đăng ký lên cái trang của mình luôn. Nhưng mà cái trang đó là trang toàn quốc thì chắc là nó sẽ lâu hơn, lâu thì hơn vẫn đi được địa phương. Nên đó là tốt nhất là nên địa phương là người quản lý chặt nhất. Đây có một câu hỏi cũng hay nè, thưa các bác. Nguyễn Hồng Quân: tôi bị đau răng và viêm tủy. Bây giờ đi cấp cứu cũng không được, mà đi phòng nha thì ai mở cửa. Khám nha lại có nguy cơ nhiễm cao mà nó nhức răng quá chịu không nổi. Xin hỏi phải điều trị ở đâu? Đi bệnh viện nào? Y tế thành phố cho tôi lời khuyên. Cái này cũng là một cái đúng đó. Tức là cái bệnh khác, cái bệnh khác ngoài cái bệnh Covid. Bây giờ cũng rất nhiều người đúng, bị đúng, bệnh đúng, khác. Đúng. Cái này là bà con quan tâm cũng thật là đúng, bởi vì cũng cái thời gian dài mình có các bệnh lý khác mình phải quan tâm, thì ngành y tế thành phố cũng xác định việc đó, cho nên là các bệnh viện là chuyển đổi công năng hoàn toàn là một chuyện, nhưng mà các bệnh viện khác là chuyển đổi công năng một phần. Riêng các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thì mà chuyển đổi công năng một phần thì đa khoa thì bà con hoặc là bạn hỏi và cái bệnh viện đó họ có cái phòng khám răng hàm mặt, họ có chuyên khoa răng hàm mặt, thì tất cả những cái chuyên khoa đó người ta vẫn hoạt động bình thường. Cho nên là mình đăng ký khám, và nhưng mà trong cái thời điểm hiện nay thì mình nên gọi điện thoại trước để mình đăng ký cái lịch khám đó. Ngoài ra về cụ thể cái chuyên khoa răng hàm mặt thì bệnh viện răng hàm mặt thành phố trên đường Trần Đạo người ta vẫn hoạt động bình thường, mình có thể đến đó khám và điều trị. Các bệnh khác vẫn cứ đến bệnh viện bình thường, tất cả các bệnh viện khác vẫn tiếp nhận khám bình thường. Tất cả các trường hợp cấp cứu và khám bình thường thì bà con có thể đến bệnh viện để khám và chữa trị. Có còn một câu nữa em vừa mới thấy, mà cái này nó nãy giờ cũng thấy nhiều người hỏi là thành phố nói hỗ trợ 17 triệu an táng người tử vong vì Covid mà em vừa mất vì Covid, bạn Thủy Triều, thì nhận tiền này ở đâu? Cái này thì không biết là bên Sở Y tế trả lời hay là cái này ở đâu, nhưng mà nó cũng liên quan đó, tức là điều trị xong rồi cái này thì mất. Cũng phải nói là chia sẻ với cái sự mất mát của gia đình của các bạn đó, bạn xem đài cũng như hoạt động. Phải nói thì hiện nay thì cái việc mà hỗ trợ 17 triệu này nó là cái chi phí mai táng. Chi phí mai táng tức là khi mà một cái trường hợp mất ở bệnh viện thì bệnh viện sẽ hợp đồng, hoặc là hiện nay là quân đội thì sẽ đứng ra tổ chức mai táng, thì cái chi phí này là chi phí tổ chức mai táng, không phải là chi phí hỗ trợ cho nhận cái số tiền này đó. Còn nếu mà mất ở tại nhà thì cái địa phương người ta sẽ tổ chức mai táng này, và cái chi phí này để trả cho các cái chi phí của các nơi mà tổ chức mai táng, chứ không phải là hỗ trợ. Có một cái tin này cũng rất là hay, rất là nhiều người bị cái này lắm, tức là người một cái tin là cha tôi như anh Thu Quang Phạm, là cha tôi mất, mẹ tôi bệnh viện mới báo về á, bây giờ tôi làm sao nhận được tro cốt của cha, và tôi không biết điện cho ai và làm sao nhận và biết ngày nào thiêu. Cái này rất là nhiều người bị đó, tức là người thân của họ bị mất ở bệnh viện nhưng họ không biết thông tin là ngày nào thiêu, rồi tôi nhận tro cốt ở đâu thì để làm sao được. Thì thực tế hiện nay thì thành phố chúng ta là giao cái nhiệm vụ này cho Bộ Tư lệnh. Bên quân đội thì Bộ Tư lệnh sẽ tổ chức hết toàn bộ cái khâu này, và khi mà sau khi thực hiện các cái công đoạn xong á thì Bộ Tư lệnh sẽ là người trực tiếp bàn giao lại cho gia đình. Chắc có lẽ mình sẽ một ngày nào đó mình sẽ mời hỏi về cái này. Hỏi về cái này. Nhưng như vậy là bên y tế thì không liên quan, không biết cái này. Y tế thì Bộ Tư lệnh được giao nhiệm vụ.
Yeah. Tức là mà khi mà người mất xong thì là đi thiêu là bộ tư lệnh làm hết toàn bộ từ cái công đoạn đó. Yeah. Vậy là chắc chắn mình sẽ có một cái buổi để trò chuyện về cái việc yeah. này. Thật ra đây là cái điều rất là quan trọng bởi yeah. nó thuộc về tâm linh của mỗi gia đình. Có khi người thân mình mất mà giờ mình không biết làm sao để làm yeah. và chẳng biết là thiêu ngày nào rồi nhận yeah. cho cốt ngày nào và ở đâu, địa chỉ, số điện thoại. Cái đề tài này cũng nóng. Yeah. Thật ra là ngày hôm nay, đề tài hôm nay thì cũng không phải là nóng lắm, đây là phần y tế thì chỉ là những cái thông tin chính xác. Bà con nhớ chia sẻ cái livestream này thật nhiều, bởi trên đó có rất nhiều cái thông tin để giúp cho người ta. Thứ nhất là thuốc này, thứ hai là 403 cái trạm y tế lưu động đó, và thuốc cái túi an sinh y tế đó, thì bà con nhớ chia sẻ để mọi người được biết ha. Và bộ phận thư ký nhớ đăng ghim những cái đó quan trọng nó lên trên đầu á cho người biết. Anh Quyền Linh em lướt những cái comment hôm nay mình có là 3.700 comment, cũng rất là nhiều đó. Thì đúng là cũng rất nhiều người hỏi những cái chủ đề này, nãy giờ mình cũng trả lời, nhưng mà cái chủ đề mà vẫn rất là đông là vẫn hỏi về cái tiền an sinh, rồi cái túi an sinh đấy. Thì chắc ngày mai chúng ta phải mời tiếp. Dạ. Ngày mai chúng tôi sẽ, nếu vậy thì ngày mai chúng tôi sẽ làm chủ đề về an sinh. Yeah. Tiếp tục lại nóng nữa bà con. Tôi biết rằng hiện nay bà con đang rất là quan tâm đến chuyện túi an sinh cũng như là cái gói hỗ trợ 1.500.000. Chắc hôm qua chưa đủ. Tôi chưa đủ đâu. Và bà con cứ comment đó, và chúng tôi nhớ vào cái Google Form để đăng ký nha. Vậy đăng ký hỗ trợ trong cái Google Form đó, nếu mà những người nào có người bên cạnh mà không biết là mình hướng dẫn giúp người ta, còn chia sẻ cái livestream này để người ta biết những cái thông tin để có lợi cho bà con trong cái việc điều trị cũng như đề phòng, cũng như là có cái gói thuốc an sinh y tế đó, mình mọi người yên tâm. Tới 100.000 gói thuốc y tế được. Lần thì cảm ơn Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố, cảm ơn anh Long rất là nhiều. Một trong những cái người mà có thể nói tôi ngưỡng mộ về y tế thật sự mà nói, thì hiện nay ai cũng ngưỡng mộ đó quý vị. Họ vất vả, thậm chí là có những con người mấy tháng trời không được về nhà luôn. Suốt ngày phải lo sức khỏe cho bà con, thậm chí họ cũng không lo sức khỏe cho họ luôn. Một lần nữa thì thay mặt cho rất là nhiều người dân, cảm ơn những gọi là thiên thần áo trắng, những người quản lý về y tế. Có thể giúp cho bà con qua cái đại dịch này. Cảm ơn bác Nam và cảm ơn anh Long rất là nhiều ha. Cảm ơn anh Lê Quang Tự Do, và hy vọng anh sẽ có nhiều chủ đề nóng hơn nữa và mời được nhiều người tới dự hơn nữa để trả lời những thắc mắc, bởi vì đây là chương trình đầu tiên tại Việt Nam quý vị, một cái thời điểm rất nhạy cảm, một thời điểm nóng, cũng chẳng ai dám ngồi để trực tiếp đâu. Đây là những con người có thể nói thật sự dũng cảm mới dám ngồi đây. Chương trình cũng biết rằng bà con bức xúc rất nhiều trong thời gian hơn 2 tháng qua, nhưng mà bà con cứ chia sẻ coi như mình trút cái bức xúc lên chúng tôi để chúng tôi tìm cách để giải tỏa những bức xúc đó ha. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an, và mong rằng chúng ta sẽ gặp lại nhau với những chủ đề hết sức quan trọng. Nhớ ngày mai quý vị nhé, sớm lên sớm chút xíu, đặt nhiều câu hỏi trong Google Form cũng được ha. Chúng tôi sẽ tiếp đón tất cả những cái tin của bà con, và hẹn gặp lại vào đúng 8 giờ ngày mai. Cảm ơn bà con rất là nhiều. Cảm ơn mọi người nha, mọi khỏe. Xin chào bà con. Xin chào. Cảm ơn. Cảm ơn anh.